Rising sun hits the sky, see it open before us. Take these hopes, hold them high, every step takes you closer. Muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi. Mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi. Mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ấy em đây. Chẳng chờ gì vợ ấy anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay. Mình cưới nhau ngay. Yes I do. Anh sẽ mãi là chồng của em. Đi em còn chờ gì? Hôm nay đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau. Bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có Bắc Trường Đoàn đến từ gương của bên gia đình Hòa Trang, đại diện cho gia đình bố Nguyễn Xuân Cảnh và Nguyễn Thị Thủy đến từ thôn 3 Cẩm Bình Hòa, Cẩm Bình, Cẩm Thủy sẽ cùng được khởi thân đường dây để giới thiệu về những thành phần thần tộc chủ chốt của bên gia đình Hòa Trang ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Vâng, tôi là ông cậu của chú rể, đại diện cho gia đình nhà trai. Trước hết, tôi xin gửi tới quan viên hai họ, các vị khách quý cùng toàn thể hôn trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây tôi xin phép được giới thiệu về dự buổi lễ giật giải hôm nay. Có ông bà thân sinh cho cháu Đạt, tiếp đến là có các cô dì chú bác, anh em nội ngoại của cháu Đạt cũng có mặt đông đủ trong buổi lễ nạp tài ngày hôm nay. Kính thưa các cụ ông cụ bà, thưa toàn thể hôn trường, sau một thời gian hai cháu Đạt và Thương đi lại tìm hiểu nhau và được sự nhất trí của hai bên gia đình, đến hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai về với gia đình nhà gái
để làm lễ ăn hỏi, xin cưới và nạp tài. Và đó là cái nội dung của buổi lễ nạp tài hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa với toàn thể quý vị, và để cho bên gia đình họ trai được hiểu rõ hơn về những thành phần đón tiếp, đó là thành phần thân tộc chủ chốt của bên gia đình họ gái của chúng tôi trong buổi sáng hôm nay, thì giờ phút này xin phép được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của bên gia đình họ gái của chúng ta sẽ cũng được khởi thân đứng dậy để giới thiệu về những thành phần thân tộc chủ chốt của bên gia đình họ gái của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa toàn thể hồi hôn, hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của hai bên gia đình và đặc biệt là sự thương yêu của hai cháu. Đoàn nhà trai đã đến làm các thủ tục nạp tài và xin cưới. Gia đình nhà gái chúng tôi có đầy đủ các thành phần của bên nội bên ngoại của cháu thương, và xin được cảm ơn tình cảm và trách nhiệm của gia đình bên nhà trai, và xin mời MC dẫn chương trình sẽ tiến hành thực hiện theo đúng các cái nội dung mà chúng ta đã thống nhất. Thì xin phép được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của bên gia đình họ gái của chúng ta sẽ khởi thân đứng dậy để nêu ý kiến quan điểm của bên gia đình họ gái ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa toàn thể hội hôn, như lời của gia đình họ nhà trai đã thống nhất giờ xin dâu, chúng tôi họ nhà gái hoàn toàn nhất trí theo chương trình nội dung và thời gian của gia đình nhà trai đã đặt vấn đề, chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Vâng, xin cảm ơn bác trưởng đoàn của bên gia đình họ gái của chúng ta rất là nhiều. Giờ phút này đây xin phép được trân trọng kính mời từ thân phụ mẫu hai bên gia đình của chúng ta lại một lần nữa cùng được khởi thân đứng dậy để gửi trao với chúc chầu chai rượu mang ý nghĩa nạp tài ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và quý vị chúng ta lại một lần nữa cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng cho chúc chầu chai rượu mang ý nghĩa nạp tài ngày hôm nay. Kính từ giờ phút này xin phép được trân trọng kính mời đến bác trưởng đoàn của bên gia đình họ trai sẽ cùng được khởi thân đứng dậy để nêu ý kiến quan điểm và mong muốn bên gia đình họ gái sẽ cùng chấp thuận với chúc chầu trà rượu mang ý nghĩa ăn hỏi ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Vâng, kính thưa toàn thể hôn trường, thì hôm nay là cái ngày trọng đại của hai cháu, thì gia đình nhà trai cũng có sắm ba cái lễ về để làm thủ tục với gia đình nhà gái. Thì cái lễ đầu tiên là cái lễ xin được lễ ăn hỏi bỏ chầu, xin gửi lại cho đại diện của gia đình nhà gái xin nhận cho cái lễ đầu tiên. Vâng, và xin cảm ơn bác trưởng đoàn của bên gia đình họ trai rất là nhiều. Và như vậy là hai bên gia đình của chúng ta đã thống nhất sẽ trao và gửi nhận với chục chầu chai rượu đầu tiên, đó là chục chầu mang ý nghĩa ăn hỏi ngày hôm nay. Vì vậy mà tứ thân phụ mẫu hai bên gia đình của chúng ta đã và trao cũng như đón nhận thành công tại khán phòng hạnh phúc của bên gia đình họ gái. Vì vậy mà quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho chủ chầu chai rượu mang ý nghĩa ăn hỏi ngày hôm nay. Kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, và chủ chầu chai rượu mang ý nghĩa ăn hỏi của bên gia đình họ trai đã cũng gửi trao cho quý vị của bên gia đình họ gái đã đạt một nền tảng vững chắc để cho hai con hai bên gia đình của chúng ta tiếp tục được tự do tìm hiểu ưu đương kim lưỡng để chuẩn bị tiến tới hôn nhân và gia đình. Kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, và để cho hai con chuẩn bị có được ngày vui, ngày trọng đại trong cuộc đời, đó là chương trình đại lễ vu quy cũng như chương trình đại lễ thành hôn sẽ được diễn ra trang trọng tại hai bên gia đình. Thì ngày hôm nay bên gia đình họ trai của chúng ta sẽ lựa chọn khung, ngày và giờ để được thông báo đến cho quý của bên gia đình họ gái của chúng ta để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của hai con. Thì xin phép được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của bên gia đình họ trai sẽ lại một lần nữa khởi thân đứng dậy để nêu ý kiến quan điểm về lịch trình cưới của hai bên gia đình của chúng ta trong buổi sáng hôm nay để cho bên gia đình họ gái của chúng tôi sẽ được hiểu rõ hơn về khung lịch trình mà bên gia đình họ trai đã lựa chọn. Xin được trân trọng kính mời bác. Vâng, thế tôi đại diện cho gia đình nhà trai cũng xin thông báo ngày giờ để xin dâu, tức là nhà trai sẽ xin dâu vào lúc 9 giờ kém 5 ngày 12 tháng 9 âm lịch, tức là ngày 14 tháng 10 dương lịch. Và cũng xin kính mời cô dì chú bác của nhà gái về với hôn trường nhà trai để dự lễ thành hôn của hai cháu và chúc phúc cho hai cháu. Xin cảm ơn ạ. Tức là có mặt ở nhà gái vào lúc 8:30. Vâng, xin cảm ơn bác trưởng đoàn của bên gia đình họ trai rất là nhiều đã cùng khởi thân đứng dậy để giới thiệu về ngày và giờ mà bên gia đình họ trai đã lựa chọn để cử hành trên chương trình đại lễ vu quy cũng như chương trình đại lễ thành hôn của đứa con trẻ hai bên gia đình của chúng ta.
và cho phép em Sinh Linh xin phép được thông qua với lịch trình của bên gia đình họ Trai một lần nữa để cho bên gia đình họ Gái sẽ nắm rõ về lịch trình của bên gia đình họ Trai. Và vào khung giờ đó là khoảng 7 giờ hơn ngày 14 tháng 10 năm 2024, tức là ngày 12 tháng 9 năm Giáp Thìn, thì phái đoàn của bên gia đình họ Trai cùng với chàng rể Xuân Đạt sẽ xuất phát lên đường đi đón dâu và sẽ có mặt tại khán phòng phúc của bên gia đình họ Gái của chúng ta vào khung giờ khoảng 8 giờ 30 phút. Để rồi sau đó từ khung giờ 8 giờ 30 phút, gia đình họ Gái tỏ tấm lòng mến khách của cô gái Huyền Thương đối với phái đoàn cấp cao của hai bên gia đình cũng như toàn thể quý vị quan khách quý, thì bên gia đình họ Gái của chúng tôi đã mời về nữ ca sĩ Vân Anh Lê đến với chúng ta từ quê hương thị trấn Phong Sơn, sẽ gửi tới quý quần viên này họ với tuổi quốc giàu duyên mời nước mời chầu. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe và thưởng thức. Chẳng mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước với trà mời xuân, yêu nhau đứng ở đằng xa, còn mắt nhất lại bằng ba đứa lần. Khách đến chơi nhà là chơi. Cho sự kiện trọng đại chương trình đại lý thành hôn của tôi và chủ rể sẽ được diễn ra trang trọng tại khán phòng phúc của bình gia đình họ Trai và khung giờ đó là 10 giờ ngày hôm nay. Vì vậy mà xin phép được trân trọng kính báo và kính chuyển lời mời đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác thân tộc ngoài của bên gia đình họ Gái của chúng ta, cũng như toàn thể với những người bạn đồng nghiệp của cô dâu sẽ cùng có mặt hiện diện trở về với cuộc của bên gia đình họ Trai để cùng tham dự cho sự kiện trọng đại chương trình đại lễ thành hôn của tôi và chủ rể. Kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, và để đáp lại với những tâm tư tình cảm đó là chung chầu chai rượu mang ý nghĩa xin dâu của bên gia đình nhà họ Trai, thì giờ phút này cho phép những người làm chương trình xin phép được dành tình cảm cho bác trưởng đoàn đến từ gần của bên gia đình họ Gái của chúng ta. Bác sẽ cùng được khởi động đứng dậy đều ý kiến quan điểm và chấp thuận với chung chầu chai rượu mang ý nghĩa xin dâu ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các ông, các bà và toàn thể các quý vị trong hội hôn, theo như lời của vị đại diện bên chàng trai đã đặt vấn đề và theo chương trình của hai họ chúng tôi đã thống nhất,
chúng tôi hoàn toàn nhất trí theo chương trình nội dung và thời gian của họ chàng trai đã đặt vấn đề. Và sau cái lễ xin dâu được chồng chơi rượu thì xin trân trọng kính mời toàn thể các quý vị bên nhà gái, chúng ta sẽ cùng với đoàn nhà trai đưa các cháu về ở hôn trường tại nhà trai để chúng ta tổ chức trăm năm hạnh phúc cho các con gái cháu. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và xin cảm ơn mất trưởng đoàn của bên gia đình họ gái của chúng ta rất là nhiều đã cùng khẩn trương đứng dậy để cảm ơn đến sự có mặt đầy đủ của các cụ ông các bà đến từ quan viên thân viên họ gia đình họ trai. Để rồi bác Bộ Đục đã hoàn toàn chấp thuận với chúc chầu chai rượu mang ý nghĩa xin dâu của bên gia đình họ trai sẽ gửi trao cho quân của bên gia đình họ gái của chúng tôi. Vì vậy mà giờ phút này đây xin phép được trân trọng kính mời đại diện đến từ quân của bên gia đình họ trai, đó là mẹ Thủy sẽ được khởi thân đứng dậy để gửi trao với chú chầu chai rượu mang ý nghĩa xin dâu cho quân của bên gia đình họ gái của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Chúng ta ngày nay ạ, 1, 2, 3, xin mời.
Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị chúng ta nổ vang lên để cùng chúc mừng gia đình mình. Xuân Đạt và cô dâu Huyền Thương, niềm vui thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều khi luôn đón nhận được sự đồng thuận tác thành từ phía hai nhà, những tình cảm quan tâm trở về từ bà con hàng xóm, từ các tổ chức bằng hữu, từ bạn bè đồng nghiệp cùng với tất cả những người bạn giao tình. Ngay lúc này, kính mời toàn thể quý vị chúng ta bắt đầu rót xuống tuần trải phúc đầu tiên tại khán phòng tư gia của gia đình nhà trai và cùng hướng chọn ánh nhìn của mình về phía trung tâm sân khấu lớn ngày hôm nay để chúng ta cùng gặp gỡ với chủ nhân đôi cánh thiệp hồng ngày hôm nay. Đó là chú rể Xuân Đạt cùng với cô dâu Huyền Thương, hai con người đang ngập tràn trong niềm vui hạnh phúc của mình và khiến cho tất cả quý vị có những lý do để gặp gỡ nhau tại đây, khán phòng tư gia của gia đình nhà trai chúng tôi. Xin mời chú rể và cô dâu chúng ta cùng tay trong tay, vai kề vai, nắm tay nhau đứng dậy để được ra mắt tới toàn thể quý vị ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, ở ngay lúc này để thay cho ngàn lời cảm ơn từ phía chú rể Xuân Đạt cùng với cô dâu Huyền Thương tới những tình cảm quan tâm trở về của tất cả quý vị, ngay lúc này xin mời chú rể cô dâu sẽ cùng nắm chặt tay nhau, các bạn sẽ cùng nhau gửi tới quý vị phía dưới một cái cúi đầu thật sâu để tỏ lòng cảm ơn. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc để dành cho hai bạn với 1, 2 và 3 nào. Cảm ơn quý vị.
Kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng tiếp tục với những tuần trà hạnh phúc. Và ngay lúc này, kính mời toàn thể quý vị sẽ đưa chú rể cô dâu trở lại trong khu vườn rộng lớn của tình yêu. Ở nơi đó có đầy đủ tất cả những nghi lễ cưới được coi là hiện đại nhất của mùa cưới năm nay, sẽ được dành tặng cho giây phút chung đôi hạnh phúc của Xuân Đạt cùng với Huyền Thương. Xin mời chú rể và cô dâu một lần nữa chúng ta lại cùng nắm tay nhau để khởi thân đứng dậy. Chúng ta đến với những nghi lễ quan trọng của ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, khoảnh khắc đầu tiên sẽ là khoảnh khắc để dành cho đôi vòng. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lòng. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa, giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Cả sông rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ. Trong anh bây giờ có lẽ hơn cả cả sông,
rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em như thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất ạ. Và chúc cho tình nghĩa vợ chồng của hai em trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và ngay sau đây có thể xin một tràng pháo tay thật lớn từ các quý vị quan khách ở đây để chúc mừng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay, có được không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Và ngay sau đây con xin được gửi tới các quý vị quan khách một bài hát cảm ơn tình yêu, cũng như một món quà tinh thần để gửi tới cô dâu chú rể và toàn thể hội trường ngày hôm nay ạ. Cô dì, chú bác, đầu tiên sẽ được tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất.
Hôm nay nhân ngày hạnh phúc trăm năm của hai em, xin chúc hai em trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa thương thê. Và một bức âm nhạc sẽ được gửi tới toàn thể quý vị hai em ca khúc Đi tìm câu hát lý thân nhau. Chị và các bạn thân mến, ngay lúc này sẽ là một quả nhạc tiếp theo đến từ phía bạn Linh sẽ cùng trở về sân khấu cho phần quả này. Chúc mừng Phúc, chú rể và cô dâu xin được chào đón phần tham gia của Diệu Linh. Xin mời. Sau đây cháu xin được gửi đến toàn thể hội trường một món quà âm nhạc, đó là bài hát Anh
nhiều ạ. Hãy ra dòng bầu tay để đón nhận cả một bầu trời vào lòng. Một tiếng tay thật lớn từ tất cả quý vị vang lên để cùng chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị, xin được cảm ơn chú rể và cô dâu rất nhiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, tại đây sân khấu lớn của gia đình nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ban đại diện cấp cao gia đình nhà gái nói chung, gia đình nhà gái ông Bùi Xuân Thu và Nguyễn Thị Sự nói riêng ngày hôm nay đã trao cho gia đình nhà trai chúng tôi một nàng dâu hiền. Tại đây gia đình nhà trai ông Nguyễn Xuân Cảnh bà Nguyễn Thị Thủy vinh dự được kết tình thông gia, cũng như vinh dự được trao cho gia đình nhà gái một chàng rể thảo. Xin được chúc cho tình thông gia hữu hảo giữa hai nhà, hai bên gia đình chúng ta mãi mãi dài lâu. Xin được chúc cho chú rể và cô dâu trăm năm trọn vẹn hạnh phúc bên nhau. Xin phép được bế mạc sự kiện lễ thành hôn của chú rể Xuân Đạt, cô dâu Hiền Thương tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn tình cảm quan tâm trở về của gia đình nhà gái, cảm ơn tấm lòng đón tiếp trọng thị đầm ấm của gia đình nhà trai, cảm ơn sự quan tâm trở về của bà con hàng xóm, của các tổ chức bằng hữu, của bạn bè đồng nghiệp cùng với tất cả những người bạn thân tình của chú rể và cô dâu. Xin đặc biệt cảm ơn đơn vị tổ chức sự kiện Dương Hồng, xin được cảm ơn nhà công Đình Hùng, cảm ơn sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị, anh chị và các bạn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi? Anh ngưỡng mong lâu lắm rồi, suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoàng hôn